đơn giản, mọi người sẽ vẽ một chủ đề, sau đó người đoán phải đoán xem đó là gì. Nếu tranh của mình được nhiều người đoán đúng nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Thì ra đây là của vui các bạn ơi. Có. Như bạn thấy thì đây là hội gì em? Hội gì em? Hội gì hội gì ở dưới rồi trời. Em thấy rồi. Rồi cái order. Đi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Gì đây? Cái order không cần hai con bò tao cho xem xíu. Cái order sao? Video này các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1 thank you cả mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ ra tích phone nghe đầu tiên. Let's go. Ok và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Let's go. Tắt mic ra. Ok. Gì tắt mic còn ghê dữ vậy? Ok, chủ đề đầu tiên thì một người mình sẽ cho là một người mình thích nhất. Tôi ghét phong cận đây bạn. Ok, tôi ra chủ đề hơi bị sớm nữa nha. Không biết mọi người ra chủ đề gì ta. Tới cuối biết được. Ok, chủ đề đầu tiên tôi chọn sẽ là hero là những bông hoa xinh đẹp nhất. What? Thôi tôi ghi lại đi. Rồi ok. Rồi. Ý nghĩa những màu hoa bị ngạn. Cái gì vậy? Ý nghĩa những màu hoa bị ngạn. Dạ. Hair team là những bông hoa. Ôi đều là hoa. Hair team là những bông hoa hả? Ok. Cái này khá dễ. Mình sẽ vẽ mình trước đi. Mình phải là bông hoa đẹp nhất. Ok, Karen mật 500kg. Vẽ sao trời, làm khó nhau lứa vậy mấy fan. Tật xấu của Phong Cận. Ê, tính ra cái này nó mang gọi là cái ý nghĩa gọi là trừu tượng quá các bạn. Tật xấu của Phong Cận ví dụ như là nó có nhiều cái tật xấu ví dụ như là ngủ nè hoặc là kiểu ăn nhiều nè. Mà bây giờ ví dụ như tôi vẽ cái nào đó thì làm sao người ta biết được cái này trời. Rồi cái này vẽ sao? Loại hoa bị ngạn. Mình không biết vẽ hoa bị ngạn sao hết trơn. Mình nhớ là ủa rồi cái này vẽ sao trời ơi, tôi biết là cái này meme đó nhưng mà không biết vẽ sao hết trơn á. Thôi này vẽ bông hoa ok, mình không biết có vẽ đúng hoa bị ngạn không nhưng mà sao mới vô cái chủ đề của Sam vậy. Ok, tôi không biết vẽ thỏ nha. Thôi không sao, tôi sẽ vẽ vòng vòng như này đi ha. Thêm một cái tay vòng vòng như này đó thì nói chung là mọi người sẽ có thể nhìn ra được Chiron rất là nhanh. Ok. Còn tôi thì không chắc. Trời ơi, cho nghe cái chủ đề khó quá vậy. Giờ tôi không biết vẽ sao luôn á. Ý nghĩa những màu hoa bị ngạn. Bị ngạn đỏ. Không biết vẽ đúng không nha. Không biết vẽ đúng không nha. Ok, nhưng mà đó là cái hoa rất là đẹp. Đó, ok. Đó. À quên. Cái này. Chiron là có một cái sợi tóc này. Đúng. Đó. Rồi tiếp theo làm sao để cho nó thành một cái kiểu phúng phính. Đây, như thế này. Đó, như thế này là cảm giác kiểu miệng nó khá là to. Sau đó thì thêm 500kg. Chết tôi rồi. Hả? Tôi không biết vẽ sao hết bạn ơi. Ai đã cứu mình với? Ok, mình sẽ ghi một cái ý nghĩa vô nữa. Tại vì mình nghĩ cái này chắc mọi người không hiểu đâu. Không biết các bạn nào lướt TikTok thấy cái video này chưa ta? Ý nghĩa mọi người. Mình không hiểu sao cái này lại nổi trên top vậy luôn á. Ok. Tôi chỉ biết vẽ cái này thôi mọi người ạ. Chứ còn sau đó tôi cũng không biết vẽ sao nữa. Ok xong. Đấy nha. Đó ok xong. Quá là nhanh luôn. Thôi không kịp rồi. Xong rồi chứ biết sao giờ. Đã người ta khó còn ra cái chủ đề á, quái cá trưởng này chứ. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Cay 150kg, ok. Cay gòn. Mập 500kg hả? Cay dễ, chủ đề dễ không? Mời, để ủa gì vậy? Ủa này dễ thương, vậy này sao vẽ đúng không? Ủa là sao ta? Ờ, 3 bông hoa. Ủa là sao? Ờ, 3 chị em
chị em hero hoa đúng không? No. Ý nghĩa à, từ cái hoa này ý nghĩa từ 2 hours later. À, mình biết rồi các bạn ơi. Cái này á, là cái hoa bỉ ngạn. Trời ơi, tôi mới search Google các bạn ơi. Thôi, cái này mình mới search Google mình mới biết được nha. Cái này là cái hoa bỉ ngạn. Mà dạo này trên TikTok đây có cái trend gì mà ý nghĩa lời hoa bỉ ngạn. Đó, chuẩn luôn. Ờ, cái này sẽ là phong cận suốt ngày ngủ ngủ đến mức mà da mặt nó bị như kia luôn hả, ghê dữ vậy. Chắc là này thôi ha, kia chắc là cái này chắc là tác phẩm của Chiron, chỉ có Chiron mới có tác phẩm như thế này thôi, chứ còn không không còn người khác có tác phẩm nào khác đâu. Một 500 ký gì trời. Ok, theo yêu cầu tôi là vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi đó mọi người. Ok đó, ok 500 ký lần hả? Yeah. Trời ơi, này là mình vẽ xấu mất. À, xấu xấu dữ trời, 500 ký lần hả? 500 ký là như thế nào? Ủa? Là 500 ký đúng không? Đúng, đúng. Ý nghĩa là hoa bị Sami, đây chắc chắn là Sami. Đây chắc chắn là Sami luôn nha. Nhưng mà hoa bị ngạn thì được cái là hoa bị ngạn là kiểu dễ vẽ, nên là tôi vẽ được hoa bị ngạn nha. Ờ, hoa bị ngạn chỉ cần như thế này thôi. Ờ, như này, như thế này, như thế này. Đó, hoa bỉ ngạn rất là dễ vẽ luôn đó mày má. À, màu nâu hay màu đen ta? Thôi để màu nâu này đi. Đó. Ba chị em hero đẹp như hoa, chị em hero hoa. Khó nữa rồi đó. Trời ơi, khó nữa rồi đó. Sao toàn ra cái gì không vậy trời? Nhưng mà hôm sau mình nghĩ cái này mình dễ được. Một này. Phong cực suốt ngày. Khó ta. Thôi bây giờ nè, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ok, hello, ok, chúng ta đã sẵn sẵn sàng chứ giờ. Tôi thấy là chuyên nghiệp vậy, chuyên nghiệp đó. Rồi, thấy là toàn siêu sao đó. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nè. Rồi, với chủ đề đầu tiên của mình chị mày. Thì là đây. Hoa đúng không? Ủa tật, tật xấu của phong cận. Ok. Trời ơi. Dạ, xin ra chủ đề khó quá trời ơi. Khó gì? Trời ơi, phong cận nhiều tật xấu lắm. Đâu cài lại gì vậy? Ừ thì đó, người ta có nhiều tật xấu. Nhật kê cái gì? Thật đi. Đây là nhật kê cả nhiều nhất. Đúng rồi. Mà cay cay xí xí cái cây vẽ ra gì cái ghê vậy? Vẽ thật đó. Ủa, ơi, mà nhìn ra mà tôi nhìn ra. Tôi mà đâu kinh dị đâu vậy, cái đầu vậy nhìn người nhìn kỳ quá vậy. Trời ơi, nhìn này giống giống ma quá. Ok rồi, tới chị có muối nè. Phong cận suốt ngày ngủ. Cũng đúng. Nói chung là đây tật xấu phong cận đó là. Ok. Đúng rồi. Ồ. Clip 24/7 à. Ok, thì nói chung là mình nghĩ chủ đề của mình nó cũng khá hợp lý mọi người. Đó chính là có một sự thật là phong cận ngủ nhiều lắm mọi người. Nhưng heo á, xin mời Esther hãy ghép mặt heo vô phong với tôi đấy. Đó, đây là phong cận nha mọi người. Đây là phong cận nha mọi người. Ok, tiếp theo. Chủ đề của Sami Đào. Ủa, Sami Đào là gì đây? Những ngủ hoa bị ngạn. Trời ơi. Mới Mới Mày biết cái gì không? Em biết. Mới vô. Sau video này chị sẽ biết là bạn nào biết bình luận gì dưới với mình cái này nha. Có bạn nào biết ý nghĩa hoa bỉ ngạn comment phía dưới đi. Rồi. Đó. Trời ơi hay quá, sim vẽ cái hình này là cay biết liền luôn á. Ồ cay biết liền hả? Đúng rồi. Ồ. Hay. Trời ơi. Ồ. Không được. À. Cùng vô. Hoa bỉ ngạn mà. À. Trời ơi, thì ra đây là cái hoa bỉ ngạn mà mình không có biết, mình vẽ nó đẹp thôi mọi người đó. Ok. Mà vô được rồi. Đúng rồi. Rồi. Cá vui là gì đây? Hello. À,
thì ra đây là của mua ấy các bạn. Có. Như bạn thấy thì đây là hồi chi em sẵn nè. Cái sở hồi này là thật cảm nha. Tại vì mình bỏ thời gian vẽ hồi chi em đẹp quá thôi anh em. Em mà trời ơi, hồi chi em rồi, hồi đẹp ở dưới kìa. Trời ơi, em đợi anh ơi. Chị em tôi là phải slay mà cái chứ slay em slay. Em mà slay. Nhìn nó giống như là mấy cái ngọn cỏ. Em mà người biết sao. Ba chị em hay đâu đẹp như Hoa. Mà biết sao, em nhìn cái bức tranh này em chỉ thấy được hội chia thôi, còn hội đẹp em không biết luôn. Em có sao cái chấm vậy bà chị? Lúc đó tao vậy mà em không nhìn ra sao? Lúc đó em kiểu ủa cái chấm này là cái gì ta? Lúc này em không nghĩ. Em không nghĩ đó là hội anh em luôn. Em kiểu đó là em chỉ ghi là ba chị em đẹp như Hoa thôi. Em không biết là ba người kia là ai luôn. Kiểu ha chết rồi. Ủa em không nhìn ra được đấy là màu hội anh em luôn hả? Ờ tụi em kiểu ủa sao ba cái chấm này làm cái gì ta? Tức là em không không chị, tại nó giống ngọn cỏ quá. Ngọn cỏ ven đường thôi mà. Đúng nó rồi. Đúng là ngọn cỏ ven đường luôn á. Rồi cây đó nè. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy cây? Cái cục vậy hả? Cây ơi. Cây ơi, chị em đẹp như hoa là cây vậy chứ cục đá vậy dạ. Đây là hoa thứ được. Dạ đây là. Thấy ok mà, thấy đẹp mà. Cái này là cây cố dữ lắm rồi mới được vậy á, không cả cây cố lắm á. Là không cố là nó không kinh gì đó em. Cái này mà ghép nhạc kinh gì được nha. Ủa là cái này cố dữ quá đúng không? Cố lắm rồi. À thôi mọi người đây là cố gắng tức là thì ra. Nhưng mà hay nha, hay nha. Ba chị em đẹp như hoa nhưng mà Caron vẽ đúng cái trình tự của chị luôn nha, hay thật sự luôn. Ờ nhìn đúng. Nhìn cái chữ gì nè, đấy chưa? Ờ xin. Đúng rồi. Sammy Camui đúng hay luôn. Ờ hay hay. Ok. Rồi tới Caron nè. Caron là cái gì đó? Trời ơi. Ông không biết đặt chủ đề gì á thì bi mình nhận cũng nhìn được chủ đề này. Rồi thì ra là ông nội đây. Cây bút băng à. Các bạn biết sao không? Chị làm chị vẽ chị viết ra cái chữ này xong chị bút băng luôn, chị lấy cây ủ 5 kg. Mà biết sao không? Lúc đó em kiểu trời ông nội nó ác dữ vậy, cái đó nhà mình đâu mập gì đâu thì đây là từ ổng luôn mọi người. Ở đây. Tự nói ai nói là trời ơi, cô vậy trời ơi. Sao chị? Cái vẽ thỏ xuống ra không? Trời ơi, đó. Ok các bạn, thì đây là ván đầu tiên. Thì các bạn thấy ai là người gọi là vẽ đẹp nhất và là người được cao được nhất được các bạn phải cho mình biết nha. Ván số 1 nha mọi người. Và đừng quên bình luận gọi là các icon của Hello Team để chấm điểm nha. À khoan, nếu bạn nào xem tới đoạn này thì đừng quên giúp cho video của Sim được 5k like. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 50.000 like. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ tiếp tục chậm 2. Let's go. À, chủ đề thứ hai làm gì ta? Hai làm gì ta? Hai làm gì đây? Trời ơi sao mà không biết gì chơi rồi. À, hai thì chúng ta sẽ gì ta? Much later. Sao mà không biết gì chơi vậy? Ok. Hồi anh em lắc mông quay top top. Mà đâu biết ra chủ đề gì hết trơn á. Bây giờ tôi mang nghĩ là ca môi bằng tôi đố ai nghĩ ra được đó. Tại vì bây giờ tôi được cái là ca môi quay múc băng nên là mọi người nhớ ủng hộ cho ca môi ở trên ca môi múc băng trên top top nha. Mỗi một câu hỏi mỗi một câu là nó khó với bạn ơi chứ kia gì giờ. Okay, mình muốn thích hộ chị em hơn. Mấy bạn, mất cười của mình cơ. À, biết rồi. Đó, chủ đề của mình là hay nè. Hội chị em xinh đẹp, hội đen xấu xí. Cái này là tôi biết là ai ta, tôi biết là chắc chắn là có thể là chị gái Sammy Đào của tôi thôi. Hội chị em xinh đẹp hả? Xinh đẹp tuyệt trần đó, trời cái này quá dễ luôn các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ là vẽ hội chị em xinh đẹp đúng không? Đó, trời ơi, đó, tôi được vẽ đơn giản thôi mọi người. Đó, đơn giản nhưng mà nhìn vẫn ra hội chị em mọi người. Đấy. Đấy. Chúng ta phải có những tác phẩm tuyệt vời như này mọi người. Đó, đấy, lông mi dài vun vút mọi người. Đấy, ok. Lông mi dài vun vút. Đấy, cùng với chiếc đầm xanh. Đấy. Đấy, trời ơi. Như công chúa vậy mọi người. Đấy. Đó. Trời ơi, quá xinh đẹp luôn các bạn. 10 điểm. 15, 10 điểm.
không thể nào từ chối được. Ok, là tới Sam này. Sam cũng dễ mọi người. Đó, ok. Chúng tôi rất xinh đẹp. Đấy, quá xinh đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ sẽ vẽ. Ôi, mình cảm giác rồi là cái gì ta, cái này cần được một bản nhạc hòa ca thật xinh đẹp mọi người. Đó. Có xinh đẹp. Oh my god. We're so fancy guys, we're so fancy. Oh my god. Ok, chúng ta cầm cái váy xinh đẹp nữa. Đó. Đấy, ok. Chúng ta cần chúng ta cần cái tay nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Đó, ok. Chúng ta cần cái gì ạ? Một cái vương miện mọi người. Đó, Sam cũng cái vương miện các bạn ơi. Đó. Không biết có vẽ hết được không nữa. Vẽ kịp đúng ta. Không, không biết nữa nhưng mình sẽ cố gắng. Ôi, sắp hết thời gian rồi. No, 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 no. Mình sẽ không nói chuyện nữa. Mình sẽ vẽ. Hồi anh mê mắt mâm vai tóc lót. Trời ơi, nữa hả? Nó làm mấy cái gì không vậy? Ôi, mấy cái gì không à? Tôi biết rồi bạn, bây giờ tôi sẽ lên trên mạng để tôi copy hình nha bạn ơi. 10 phút băng. Trời ơi, trời ơi, cái này chủ đề mình ăn miếng đó. Mình phải hợp lý với bằng cặp đấy bạn ơi. Mời các bạn mất băng nha. Em bé robot của Simmy. Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Em bé robot à, từ từ các mưu nhớ xem. Em bé robot này là có một cái đầu tròn, từ từ nha. Em bé robot này có một cái đầu tròn nè. Xong rồi là cái thân nó khá là kiểu thon. Xong rồi thêm hai cái tay ở hai bên này nữa. Ok, giống Wowy quá à. No, 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 no. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kai với lại mình với Phong là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Thiệt không biết luôn á. Hầu với chị em gì ta? Kai Gron và Phong Cận là hai con bò tỏ tình công chúa Sim Sam Mui. Đúng vậy. Wow. Cái này là tác phẩm của Kai là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà Kai mô tả cái gì đây? Kai non. Cái này thì chắc là mô tả anh em mập. Như nhỉ? Robot Sun của Simmy. Vì bé thì cho vậy thường. Bé robot xanh của Simmy. À, tên gì mình không biết nha. Mình không biết tên em tên gì. Nhưng mà em là robot xanh. Yeah. Let's go. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum. Bé robot xanh của Simmy. À, my baby. Oh my god. Ôi, bé của mình đang gì đó. Đang dịu trẻ rồi mọi người, không có ở đây. Oh my god. My babies. Okay. Sao mình nên vẽ sao cho đúng ta? Mình nghĩ mình sẽ vẽ em bé lớn của tôi mọi người, nên mình sẽ vẽ nó như thế này. Sẽ mình sẽ vẽ đây. Oh so cute. Okay. Em bé của tôi. Trời ơi, có người nói chủ đề này ai vậy? Chắc là chị gái của mình rồi. Okay. Đó. Rồi mui. Đó, dễ vậy thôi, đơn giản thôi. Đấy, ok. Sau đó nữa là chúng ta sẽ vẽ cho bả một cái tóc cam. Làm khó nhau thế. Trời ơi, cái gì vậy? Hai con bò. Cái này chắc cũng được rồi nhỉ. Đó. Để các bạn xem cho em bé mình đang đi giữ trẻ đó cho mọi người. Ok.
Ok. Chủ đề gì đấy? Ủa là không biết nha. Ủa là sao? Ok rồi, chủ đề đầu tiên của em. Đó, một chủ đề rất là đặc biệt. Hồi anh em lắc mốc quay top top. Đó, một cái chủ đề quá. Trời ơi. Khó chứ gì sim. Khó hả? Khó. Đâu rồi cây vẽ sao? Cây vẽ sao? Là rồi hả? Là vậy hả? Ô. Ô dễ thương nhờ. Em thấy cái này dễ thương nha, mình thấy sao? Em thấy dễ thương. Cái này là nhìn bông dịch là không ra con người rồi kìa, con gì rồi kìa. Không, em thấy dễ thương nha. Cái này chị nghĩ không ra luôn á. Chị nghĩ không ra hả? Chị cũng giống nha, ok. Tại vì nó không có cái khung có tâm tư. Ok, mập là vẻ gì lắm. Chúng ta mà... từ hồi anh em lắc mông quay tóp tóp giờ thành hồi anh em mập. Mập, đấy. Cái bữa ai ghét hồi anh em ghi cái tử này hóa ra là bị lộn. Ok, đấy, ok. Rồi chúng ta đem với chủ đề ai đây. Của San đi đào là... lá quỷ luôn mọi người. Tôi nghĩ cái chủ đề khó nhất nè. Biết cây mà cái này em nghĩ chắc chắn là Sam làm. May quá Sim vậy ok. Nhưng mà nó không chắc đâu em ơi. Không, nhưng mà em không có kịp, em vẽ cho em đẹp quá, em không kịp vẽ hồi anh em luôn. Mày bay khoe. Hồi anh em đâu? Hồi anh em là em định vẽ con heo. Ba con heo nhưng mà không có kịp. À, con heo ở ca tử con bò. Ôi đó đẹp quá. Gì đấy? Cái đó không cần hai con bò tao tự xem xem. Em cái này hay á, cái này hay á. Tôi biết là tôi nhìn tôi nó có vẽ sao, thật sự luôn á. Tao không hiểu tại sao lại có cái chủ đề này luôn á. Em nghĩ lúc đấy chắc lúc đi mui kiểu sao? Hai con heo, hai con bò tỏ tình hai con người. Chị con chứa tôi không biết vẽ hai con bò, tôi không biết vẽ kết quả thành ra thế mà con bạn không tính ra là em thấy là chị vẽ xấu hơn các em nha. Em là em vẽ em còn biết phát họa rồi đó. Cân mọi người tưởng tượng. Ok rồi, cái phát họa ông kia tiếp theo chị Cam ơi, là Cam ơi muốn gì? Cam ơi múc băng. À, ê, bà thiếu chữ K nha bà nội. Ủa, múc băng là có hai từ hả? Yeah. Đúng rồi. Rộp mì cay. Bà ơi, rồi, nhưng mà múc băng mà không biết. Mình á, mình còn chơi hai cái nè. Nó múc băng mì cay. Múc băng ăn nhăn nhăn. Quảng cáo luôn đó, quảng cáo kênh top top luôn. Cái đó làm sao? Em chưa tội phạm chuyên án. Tội phạm chuyên án. Mà cái này là em vẽ gọi là em dựa trên cái hình ở trên TikTok của chị. Chị không hiểu luôn á, cái chị mình nhận được cái này chị tưởng là hình chữ đại à. Chứ thật. Đây là còn dựa nha. Trên hình ảnh có thật nữa trời ơi. Thấy cái chữ TikTok kìa, thấy chữ TikTok là người ta biết rồi. Chị đã TikTok. Nhưng mà vấn đề là ý chứ mà có cái tô mì húp chứ chị không hiểu tự nhiên ngồi đứng hình chụp ảnh. Ôi được rồi, được rồi, đủ rồi, hiểu rồi. Hình dị quá nha. Đây là tôi trong mắt Kai. Ừ, như vậy. Ok, chúng ta với Kai đơn. Em bé đó sai. Ờ thì đây là Kai. Ê chủ đề này Kai chuẩn nha. Ta da. Đó. Wow. Trời ơi, chính chủ về đúng đẹp luôn. Đen chủ vẽ với cả người chủ vẽ khác nhau. Em đã ước là Simi sẽ được vẽ chứ không phải Simi sẽ là người đoán. Nói chung là cũng may mắn mọi người, may mắn mọi người đấy. Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi thì các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Trong vòng 2 trận thì hai trận các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Và bây giờ cũng đã cuối video, các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5k like. Yes, đừng quên like và cộng có 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và đừng quên 5 giây hết cho tất cả thành viên của Hell Team đang có mặt trong video này nha. Còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người được tốt đẹp. Người không có mặt là không được đăng ký. Đúng rồi. Ok, ok, và các bạn muốn Hell Team tiếp tục gọi là chơi trò gì chung với nhau để được quên được phía dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ bye bye. Bye.